Phượng xin kính chào quý khán thính giả đến với chương trình VATV buổi trưa ngày Chủ nhật 1 tháng 6 năm 2014. Kính thưa quý vị, chương trình hôm nay bắt đầu với phần phỏng vấn giáo sư Nguyễn Ngọc Bích nhằm tìm hiểu khóa huấn luyện tuổi trẻ VAYLC, Vietnamese American Youth Leadership Conference và sứ mệnh của Tổ chức Nghị hội Hoa Kỳ do Võ Thành Nhân thực hiện. Và sau cùng là chương trình Hạnh phúc từ đầu do Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng thực hiện. Để bắt đầu chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần đầu của cuộc phỏng vấn với giáo sư Nguyễn Ngọc Bích nhằm tìm hiểu khóa huấn luyện tuổi trẻ Vietnamese American Youth Leadership Conference và sứ mệnh của Tổ chức Nghị hội Hoa Kỳ do Võ Thành Nhân thực hiện. Kính thưa quý vị, đến với chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc lại giáo sư Nguyễn Ngọc Bích để nhằm tìm hiểu về một conference, có nghĩa là một cái cuộc hội luận hoặc cuộc hội thảo, hay là có thể nói rằng đây là những cái xưởng của những người hướng đạo họ hay tổ chức để mà huấn luyện cho các em có những cái kỹ năng, và đặc biệt những cái kỹ năng này sẽ phục vụ thiết thực và phục vụ trực tiếp cho những cộng đồng của người Việt chúng ta sống khắp nơi đến nước Mỹ. Và chúng tôi được biết rằng năm nay là năm thứ 15, chúng tôi biết là cái tổ chức này rất là thành công trong vấn đề đào tạo những cái kỹ năng mà chúng ta đang có một số những nhân tài đang thực sự làm việc và đã đang và giúp rất là nhiều những cộng đồng tại các địa phương. Và sau đây là cuộc tiếp xúc của chúng tôi với lại giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Thứ nhất là để tìm hiểu về cái sứ mệnh của VLAP. Thứ hai là để tìm hiểu về cái cách tổ chức hàng năm như thế nào để chúng ta có thể đưa các em về đây. Và thứ ba là những thành tựu của VLAP. Trước hết, xin được kính chào giáo sư. Dạ vâng, xin chào anh Võ Thanh Nhân và quý thính giả của đài SBTN Washington. Khi mà chúng ta nói cái sứ mệnh của VLAP, có phải đó là sứ mệnh của Nghị hội Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ không? Dạ thưa giáo sư. Dạ vâng, thưa ghi hiệu Toàn quốc Người Việt tại Hoa Kỳ nó được thành lập vào năm 1986 ấy, thì nó định nghĩa cái sứ mệnh của nó là có hai vế. Một cái vế là phục vụ cái cuộc sống của người Mỹ gốc Việt, tại vì chúng ta bây giờ là có gần 2 triệu người Việt Nam cho đến nước Mỹ. Và điểm thứ hai đó là chúng ta cũng không quên cái quê hương của chúng ta, vì thế nên chúng ta cũng tham gia vào trong những cái phong trào thúc đẩy hay là yểm trợ cho dân chủ, nhân quyền ở trong nước. Do đó thì cái sự có mặt của nghị hội về cái mặt đó thì đều đặn trong bao nhiêu năm nay rất nhiều người biết rõ. Thế nhưng mà cái vấn đề VLAC ấy, tức là một cái khóa huấn luyện tuổi trẻ của nghị hội đó, thì nó làm hàng năm, nó chủ yếu để nó tìm cách nó giúp cho các em Việt Nam có được cái bối cảnh lịch sử văn hóa các thứ để chứ nghĩa là giữ được cái chất Việt Nam ở trong chúng ta, nhưng mà ngược lại đấy cũng phải hội nhập rất là gọi là hài hòa vào trong cái xã hội chính mạch, tức là xã hội Mỹ. Vì thế nên chúng tôi có hai phần khi mà huấn luyện tuổi trẻ đó. Một phần thì là nói với các em về cái bối cảnh của Việt Nam, lịch sử Việt Nam. Nhưng mà cái phần kia nó là cái phần mà huấn luyện cho các em về những kỹ năng mà các em bắt buộc phải có ở cho nước Mỹ, là khi chúng ta làm sao xây dựng những cái network để chúng ta làm việc, nhất là ở cái quy mô toàn quốc. Tại vì giờ ở Việt Nam nó có những cái cộng đồng rất là khỏe ở trong địa phương, nhưng mà nối kết nhau ở cái mức toàn quốc thì nó tương đối là nó hiếm. Vì thế nên chúng ta cố gắng đẩy nó theo cái hướng đó. Điểm thứ hai nữa cũng tập luyện cho các em có cái tinh thần phục vụ xã hội. Thì cái này nó là một cái thứ tiếp nối của cái tinh thần hướng đạo, là làm sao cho nó chúng ta không chỉ là những cái hạt cát mà đứng riêng rẽ, mà chúng ta đóng góp cái phần của chúng ta vào trong cái sự lớn mạnh của cái cộng đồng của chúng ta. Rồi cuối cùng thì cũng là phục vụ cho cái xã hội lớn, tức là ở nước Mỹ. Thế thì thành ra những cái kỹ thuật đó là những cái chuyện mà chúng tôi cho rằng là chúng tôi nghĩa là gọi là đan kết vào với những cái sinh hoạt của tuổi trẻ khác ở trên đất nước Mỹ, như là cái trại lên đường hay là những cái sinh hoạt của hướng đạo Việt Nam mà lúc nào nghị hội cũng rất là ủng hộ. Và khi mà chúng ta nói tới những kỹ năng ấy, thì có một cái kỹ năng rất là quan trọng, làm thế nào để mà các em hiểu biết và các em có thể tổ chức được những cái cuộc họp hay là lobby được những dân biểu, tại vì các em được rất là gần các dân biểu hoặc là thượng nghị sĩ, gần lập pháp của Hoa Kỳ mỗi lần các em về đây. Giáo sư có thể cho biết rằng đó là thường thường Quốc hội Hoa Kỳ họ giúp mình như thế nào để mình đưa được các em về gần với lại họ, như vậy thưa giáo sư? Dạ vâng, thì thường thường hàng năm ấy
Thì các em về đây đấy thì nó chúng tôi cũng cố gắng có một cái buổi họp để gặp gỡ một số dân biểu, thường thường là dân biểu chứ hiếm có các gặp được các nghị sĩ. Thế nhưng mà khi gặp các dân biểu thì được các em trước nhất là được biết trực tiếp các dân biểu đó, xong chính các dân biểu đó họ cũng được gặp gỡ các em để sau này nếu có cái sự, có cái nhu cầu mà cần liên lạc trở lại đó là người ta quen cái bộ mặt, người ta không nghĩ nó là cái chuyện gì xa lạ. Ví dụ như vấn đề intern, vấn đề làm việc cho những dân biểu đó. Đó, thế thì khi mà giới thiệu nó rồi đấy thì lúc bây giờ mới có thể là mình đi làm như là gọi là tập sự ở trong mấy cái văn phòng dân biểu hay là thậm chí cả nghị sĩ nữa. Thì những cái đó là những cái móc nối nó rất là tốt cho cái cộng đồng. Tại vì lúc bây giờ chúng ta nếu mà chưa có hẳn những dân biểu nghị sĩ của chúng ta ở cấp liên bang chẳng hạn, thì chúng ta cũng có những cái người mà tập sự ở trong đó để có thể là đưa cái tiếng nói của chúng ta đến cho các dân biểu nghị sĩ. Đấy, thì đó là một cái hình thức làm việc. Thì kính thưa vì chúng tôi cũng được biết rằng là khi các em về tham dự cái Vietnamese American Youth Leadership Conference, có gọi là VLAC, thì các em thấy những cái bậc thang ở trên Capitol Hill á, các em có thể bước đi được, bước lên được, và có thể một ngày nào đó các em có một cái ước một cái giấc mơ là trở thành một cái người đại diện lập pháp của đất nước Hoa Kỳ này, mà chúng tôi đã nghĩ được, đã thấy được rất là nhiều tuổi trẻ Việt Nam đã có cái cơ hội để mà gặp gỡ được các thượng nghị sĩ, các dân biểu, thì họ đã thấy rằng cái đoạn đường nó đã bắt đầu rút ngắn lại và giấc mơ đó có thể trở thành sự thật. Do đó nên nó làm VLAC tự nhiên trở thành cái gì đó then chốt hàng năm mà các em muốn về để mà thấy mình với lại lập pháp Hoa Kỳ rất là gần, và mình có thể trở thành những người làm luật lệ cho Hoa Kỳ sau này. Đó là cái giấc mơ của cái người tị nạn Việt Nam. Thì giáo sư có thể cho biết thêm nữa rằng là năm nay cái chủ đề sẽ như thế nào và chúng ta sẽ tập trung những cái gì để mà cho các em có được trước khi các em trở lại sau cái conference, giáo sư. Dạ vâng. Năm nay cái chủ đề thì nó vẫn là tập trung vào trong cái liên hệ giữa Việt Nam với Hoa Kỳ. Tại vì đặc biệt những cái khủng hoảng ở Biển Đông bây giờ là một trong cái đề tài bắt buộc mà chúng tôi vận động để mà là các em sẽ được nghe những cái buổi thuyết trình về cái vấn đề đó, để mà hiểu cái vấn đề quốc tế của Mỹ, trong đó có vấn đề Biển Đông, trong đó có vấn đề TPP với lại nhân quyền của Việt Nam. Đó là về phần mà ngoại giao. Nhưng mà ngoài cái đó, tôi cũng muốn xin nhắc lại cái điều mà anh Nhân vừa mới nói, đó là có những người của cái VLAC, ví dụ như anh Nguyễn Quốc Hùng chẳng hạn, là anh năm ngoái anh đã ra anh ứng cử để mà vào dân biểu ở tiểu bang Virginia, tuy anh thất cử nhưng mà anh có ý định là năm nay anh sẽ trở lại vẫn tiếp tục ra ứng cử. Có những người như là Shandong Phan tức là Phan Quốc Cường ấy, thì bây giờ là chủ tịch cộng đồng ở dưới Houston, thì cũng những người như vậy là nó người đó nó có qua cái kinh nghiệm về lại, và chúng tôi mong rằng là qua những cái việc làm như vậy, những cái sự gọi là xây dựng một cái tiếng nói chung như vậy đó, thì từ một lúc nào đó chúng ta sẽ có những dân biểu nghị sĩ không những ở các tiểu bang mà còn lên đến cả cấp liên bang như trường hợp anh Cao Công Anh. Và kính thưa vị, chúng tôi cũng được biết rằng những diễn giả của VLAC là những người gọi là famous hay là những người nổi tiếng, hay là những người đã có những đóng góp rất là cụ thể cho đất nước Hoa Kỳ. Họ là những người Việt Nam, họ đã đến với VLAC, và giáo sư Nguyễn Quý có thể cho biết những người tiêu biểu đó đã xuất hiện ở trong VLAC là những người nào không, dạ thưa giáo sư? Dạ vâng, thì thực sự thì trong quá khứ đó thì chúng ta đã có những cái một chị Việt Nam học ở trường Virginia Tech ra năm 1986, tức là cũng không có xa xưa lắm. Thế nhưng mà đến khi chị đã lên là đến đại tá ở trong cái gọi là lực lượng duyên hải của Hoa Kỳ đó, và chị không chị có khả năng chị mua, nghĩa là tàu hàng không mẫu hạm đấy, tức là tàu sân bay, tức là chị có một cái portfolio mà nghĩa là trên mấy tỷ bạc để đi mua những cái tàu sân bay như vậy, thì thành cái trọng trách nó kinh khủng lắm, nó kinh khủng lắm, nó lớn. Thế là những người như là Hình Duy Trịnh chẳng hạn thì đã ở trong cái tổ chức NASA bay lên trên vũ trụ khoa học gia. Thế thì những cái trường hợp như vậy là những cái trường hợp nó rõ ràng nó là những cái mẫu mực cho các con em của chúng ta mà đi theo, để mà trước nhất là cho chính cá nhân mình, nhưng mà rồi cuối cùng cũng đem thêm cái gọi là cái vẻ vang dân Việt để đến cho cộng đồng chúng ta. Và kính thưa quý vị, chúng tôi được biết rằng là hồi nãy giáo sư có nói là những đề tài thời sự
mà hiện nay cái đề tài thời sự rất là nóng bỏng là Biển Đông. Nhưng mà sự thực nghị hội 3-4 năm về trước đã nói về Biển Đông. Trong lúc có những người rất là trẻ còn đang học trung học, họ nghe về Biển Đông khi mà bà Jackie Bong thuyết trình ở tại trường đại học George Mason ấy, thì họ đã có một cái cảm nhận rất là rõ ràng là cái trách nhiệm của họ phải bảo vệ cái đất nước của họ. Do đó nên năm nay cái vấn đề Biển Đông nó căng thẳng hơn, nhưng mà đã nằm ở trong cái vision, có nghĩa là cái viễn kiến của nghị hội những năm về trước. Do đó nên năm nay giáo sư có thể cho biết rằng nếu mà chúng ta nói về TPP, chúng ta nói về Biển Đông và chúng ta nói cái trách nhiệm của người Cộng sản Việt Nam, thì những cái điều gì then chốt mà mình có thể nói cho các em để các em có thể mang về để mà phục vụ cho cái cộng đồng và phục vụ cho quê hương sắp tới? Dạ, các em ấy thì cái vấn đề bây giờ các em ấy chủ yếu là người Mỹ gốc Việt, là người Mỹ rồi nhưng chẳng có là gốc Việt. Thành ra cái khả năng một số các em sẽ, tỷ dụ như ở trong Hải quân là có rất nhiều khả năng sẽ phục vụ ở trong Thái Bình Dương và miền Đông Thái Bình Dương, thì có thể sẽ liên hệ đến luôn thẳng cái cuộc tranh chấp nếu có ở trong miền Đông. Đó là một chuyện. Chuyện thứ hai nữa là cái rằng là vì các em có cái gốc gác là ở cái khu vực đó đó, thành cái khả năng các em đóng một cái vai trò hiểu biết hơn, thí dụ như là lấy các đại tá của chúng ta bây giờ trong Hải quân Mỹ đó, thì đương nhiên là lúc này là cái lúc người ta sẽ đi nghe những cái tiếng nói đó, là tại vì rằng người ta tìm cái người mà gọi là có cái chuyên môn cần thiết về cái diện đó. Đó là một chuyện. Nhưng mà đứng về mặt ngoại giao đó, thì vì cái sự lưỡng lự của Hà Nội trong cái việc mà giữa Mỹ với lại Trung Cộng ấy, làm cho họ bây giờ lúng túng ghê lắm. Thế thì chính thật ra là người Việt mình ở trên đất nước Mỹ ấy, liệu có thể có được một cái chính sách nào đó mà nó ủng hộ cho cái sự chủ quyền của Việt Nam, bảo vệ chủ quyền của Việt Nam, mà để mà thay thế cho một cái tiếng nói mà hiện giờ nó không có ở trong nước, tại vì họ cái nhà lãnh đạo ở trong nước bây giờ họ rất là ấp úng, họ không biết nói làm sao cả. Những ông mà lớn nhất ở trong nước cho đến giờ phút này vẫn không có lên tiếng, hay lên tiếng một cách rất là kỳ quặc. Thì Nguyễn Phú Trọng chẳng hạn, ông nói rằng là vẫn phải có tôn trọng cái 16 chữ vàng với lại bốn chữ tốt, thì cả nước nghĩa là phản đối cái chuyện đó. Kính thưa quý vị, vì lý do thời lượng nên chương trình chúng tôi đến đây xin được tạm ngưng. Nhưng mà tất cả những mà tin tức mà quý vị muốn liên lạc với lại giáo sư Nguyễn Quýt, hoặc là liên lạc để cho ghi danh cho con em trong cái chương trình Vlog đã có trên màn hình, chúng tôi xin được kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ sau. Một lần nữa xin được cảm ơn giáo sư. Xin cảm ơn anh Võ Thành Nhân và xin hẹn lại quý thính giả của Đài SBTN Washington. Đến đây, chương trình xin tạm dừng trong giây lát và kính mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình sau phần thông báo và quảng cáo. Đôi khi, hương vị là điều quan trọng nhất. Công thức bí truyền trong ẩm thực Việt Nam lưu truyền qua nhiều thế hệ. Kỹ thuật được tôi rèn cả đời để đạt tới hương vị tuyệt vời. Đôi khi, tất cả gắn kết tạo nên sự hoàn hảo. Gần 120 năm qua đã chinh phục khẩu vị của bao người trên thế giới. Nước mắm 4 số 9, phương thức ủ truyền thống từ 1895. Xin trân trọng thông báo, hiện nay quý vị có thể nghe tin tức thế giới và Việt Nam qua Đài Á Châu Tự Do RFA bằng điện thoại cầm tay. Xin gọi số 857-232-0091. Quý vị không phải trả thêm tiền phúc, cũng như không bị mất phúc khi lắng nghe đài RFA qua số 857-232-0091. Quý vị hãy gọi và lưu lại số 857-232-0091 để biết ngay những tin tức Việt Nam và thế giới hôm nay. Bích Phượng xin cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình VATV. Kế tiếp, xin gửi đến quý vị phần chương trình Hạnh Phúc Từ Đầu do Hội Thánh Tin Lành Baptist Phục Hưng thực hiện. Kính mời quý vị theo dõi. Thưa quý vị thính giả, hôm nay chúng tôi thực hiện một buổi mạng đàm ngắn với nội dung là Đức Chúa Trời và Tiền Bạc. Trước hết tôi xin giới thiệu với người phát ngôn đầu tiên là cô Mộng Hương. Thưa quý khán thính giả, xin hãy lấy ra $1 nếu có, mở rộng tờ bạc ra và nhìn vào đó. Đó là một tờ giấy được in vào màu đen và màu xanh với những sợi chỉ kim loại và con số xanh đỏ. Mỗi năm
Chính phủ Hoa Kỳ phát hành 1 tỷ 600 triệu tờ giấy bạc đô la và khoảng 5 tỷ tờ 5, 10, 20, 50 và 100 đô la. Đó là tiền. Tiền là một tờ giấy nhỏ có giá trị thay cho công việc hoặc sản phẩm dưới một hình thức mà người ta có thể mang trong túi và trao đổi với các thứ hàng hóa khác hoặc các dịch vụ khắp năm châu bốn bể. Tuy nhiên, những mảnh giấy này có thể hủy hoại một cuộc hôn nhân hoặc làm cho biết bao nhiêu người phải hy sinh thì giờ hạnh phúc với gia đình, thậm chí cả sức khỏe để kiếm được nó. Tờ giấy vô tội mà bạn đang cầm trên tay đã xô đẩy các thanh niên, thiếu nữ vào con đường tội phạm. Nó có thể làm cho một người muốn sống ngay thẳng phải vào tù vì hành vi phạm luật và bởi quá muốn có nó. Lòng tham, muốn tiền bạc đã dẫn người ta đến chỗ thi hành những điều xấu xa không thể tả xiết. Sự tham muốn giàu sang thậm chí đã gây ra chiến tranh. Bằng cách nào đó, tiền bạc đã có được năng lực khủng khiếp để giành quyền kiểm soát linh hồn con người. Dạ chào chị Nương và chào tất cả quý anh, quý chị có mặt buổi tối hôm nay. Tôi xin có câu hỏi. Theo chị, đồng tiền vạn năng. Vậy tôi xin hỏi các bạn ngồi ở đây, Đức Chúa Trời nghĩ gì về tiền bạc? Ngài có xem nó như là một điều ác và phải lánh xa nó không? Có phải Đức Chúa Giê-xu đã đặt Đức Chúa Trời và tiền bạc vào hai vị thế chống nghịch nhau khi Ngài phán: các ngươi không thể làm tôi Đức Chúa Trời lại làm tôi ma môn nữa, trong Kinh Thánh Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 24. Tôi xin phép được góp ý với Bạch Yến. Theo tôi, tiền bạc không phải là điều xấu, nhưng yêu tiền bạc mới là một điều ác. Phao-lô viết trong 1 Ti-mô-thê đoạn 6 câu 10 rằng lòng yêu tiền bạc là cội rễ của mọi điều ác. Vì tội lỗi bắt nguồn từ tấm lòng nên chính lòng yêu tiền bạc đã đem người ta đến chỗ nô lệ cho nó, và từ đó bị nó dẫn đến tội lỗi. Có loại tiền bạc được xem như thứ tiền ô uế hoặc đồng tiền bị vấy máu. Các thầy tế lễ cả cũng hiểu được điều đó khi họ từ chối số tiền của Giu-đa ném trả lại. Trong Kinh Thánh, vị vua giàu có Sa-lô-môn nhận ra ba điều tai hại thường xảy đến với những người yêu tiền. 1. Nỗi lo lắng. Người giàu có dư giả lại lo lắng ngủ không yên. Truyền Đạo đoạn 5 câu 12 bản dịch mới. 2. Không thỏa lòng. Kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc. Kẻ ham của cải chẳng hề chán về quê lợi. Truyền Đạo đoạn 5 câu 10. 3. Bị cám dỗ làm điều trái luật pháp. Kẻ nào vội làm cho giàu ắt sẽ chẳng khỏi bị phạt. Châm Ngôn đoạn 28 câu 20. Tuy nhiên, tiền bạc tự nó không xấu. Tiền bạc và Đức Chúa Trời cũng không chống nghịch nhau. Thật ra, Đức Chúa Trời vẫn thường sử dụng tiền bạc như một công cụ hữu ích cho nhiều công việc. Ngài dùng tiền bạc để thử luyện chúng ta, để xem lòng chúng ta. Tiền bạc là có vị trí quan trọng trong đời sống chúng ta. Lời Chúa dành nhiều chỗ để nói đến nó. Thật vậy, có 3.225 câu Kinh Thánh nhắc đến vấn đề tài chánh. Vì vậy, chúng ta cần học biết một số điều mà Kinh Thánh dạy về tiền bạc. Kẻ thù của chúng ta là Satan, cũng dính dáng rất nhiều đến tiền bạc và đã dùng nó như một phương tiện hữu hiệu nhất để cám dỗ hay chống lại chúng ta. Xin phép chị cho tôi đóng góp. Người ta thường nói có tiền mua tiền cũng được. Điều đó nói lên giá trị và quyền lực của tiền bạc. Tuy nhiên, theo tôi hiểu và kinh nghiệm thì tiền bạc chỉ có giá trị khi nếu được dùng đúng đắn. Tức là khi chúng ta biết để nó như đứa đầy tớ, chứ đừng để nó làm chủ chúng ta. Bởi vì tiền bạc có thể là đầy tớ tốt, nhưng lại là ông chủ rất độc tài, ác nghiệt.
Tiền bạc chỉ là một phương tiện, chứ đừng để nó thành cứu cánh của chúng ta. Tôi không biết, theo Kinh Thánh, đồng tiền nên được dùng vào những việc nào? Tôi hoàn toàn đồng ý với các anh là ngày nay người ta coi trọng đồng tiền và đề cao sức mạnh vạn năng của nó như sau. Đồng tiền là tiên, là Phật, là sức bật của tuổi trẻ, là sức khỏe của tuổi già, là cái đà của danh vọng, là cái lạm để che thân, là cán cân của công lý. Hoặc có tiền mua tiên cũng được, hay là mạnh vì gạo bảo vì tiền, có thể có thực mới vượt được gạo. Chúa Giêsu không coi thường tiền bạc vì chính Ngài hiểu rõ giá trị của đồng tiền cần cho các sinh hoạt đời thường. Chẳng hạn, Chúa hỏi Philip, chúng ta sẽ mua bánh ở đâu để cho họ ăn? Giang đoạn 6 câu 5. Có lần Chúa bảo Phi-e-rê, ngươi hãy ra biển thả câu, con cá nào câu lên trước hết thì bắt lấy, mở miệng nó ra sẽ thấy một đồng tiền. Hãy lấy tiền đó mà nộp thế cho phần ta và ngươi. Ma-thi-ơ đoạn 17 câu 26. Chúa Giê-xu dạy môn đệ phải biết cách sử dụng tiền bạc như sau. Hãy dùng tiền của bất chính mà các bạn, phần khi hết tiền bạc, họ sẽ đón trước anh em vào nơi đời đời. Luca đoạn 16 câu 9. Dù vậy, tiền bạc thì ứng cho mọi sự. Truyền Đạo đoạn 10 câu 19. Kinh Thánh xác nhận tiền cần thiết để mua những thứ thiết yếu trong đời sống như thực phẩm và thuốc men. Tiền bạc cũng là yếu tố quan trọng để mang lại an lành và hạnh phúc. Tiền bạc che thân, Truyền Đạo đoạn 7 câu 12. Nhờ tiền, bạn cũng có thể chăm sóc gia đình. Thật vậy, Kinh Thánh nói, nếu ai không chu cấp cho những người mình có trách nhiệm chăm sóc, đặc biệt là người nhà mình, thì người ấy đã chối bỏ đức tin. Ti-mô-thê thứ nhất đoạn 5 câu 8. Phần thứ ba, thưa các bạn, đến đây chúng ta cũng hiểu tiền bạc rất quan trọng và cần thiết cho đời sống cá nhân. Gia đình đều có thành công việc của hội thánh, chúng ta cũng biết vai trò của đồng tiền cũng rất quan trọng. Nếu để nó là làm chủ ta thì chúng ta sẽ là nô lệ đồng tiền. Còn nếu chúng ta biết cách chế ngự nó thì nó sẽ là phương tiện tốt cho chúng ta. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể sử dụng tiền cách khôn ngoan? Cho phép tôi có ý kiến về câu hỏi của anh Châu. Có nhiều quá sách vở để hướng dẫn người ta quản lý tiền bạc. Có quá nhiều sách vở để chỉ cách làm giàu. Nhưng hôm nay tôi xin mời quý vị cùng khám phá những nguyên tắc quan trọng nhưng cũng rất đơn giản về vấn đề tiền bạc được nêu ra trong Kinh Thánh là lời chúng ta có thể tin cậy trọn vẹn. Khi Chúa Giê-xu đến thế gian cách đây 2000 năm, có hứa cho những người tin nhận Ngài rằng ta đã đến để chiên ta được sự sống và sự sống dư dật. Sự sống dư dật mà Chúa Giê-xu hứa ở đây bao gồm nhiều yếu tố và một yếu tố phải có là sự bình an trong vấn đề tiền bạc. Theo sự dạy dỗ trong Kinh Thánh thì tiền bạc chỉ là một phương tiện cho đời sống, không là cứu cánh hay là thần tượng để theo đuổi. Đừng để tiền bạc chiếm hết mọi năng lực và thời giờ, để rồi nó cản trở sự tìm kiếm mối tương giao với Thượng Đế là nguồn của mọi phước hạnh thật. Tiêu tiền theo cách được Đức Chúa Trời chấp nhận. Trong Kinh Thánh Luca đoạn 16 câu 9, việc dùng tiền bạc cách phải lẽ và lương thiện với lương tâm tốt, trọn lành. Trong Kinh Thánh sách Hebrew đoạn 13 câu 18, để tránh việc vung tay quá trá, bạn chớ tham tiền, hãy lấy điều mình có làm đủ. Kinh Thánh sách Hebrew đoạn 13 câu 5. Dù Kinh Thánh không lên án việc nợ nần, nhưng lại cảnh báo kẻ nào mượn là tôi tớ của kẻ cho mượn. Châm ngôn đoạn 22 câu 7. Tránh việc mua sắm tùy hứng, vì mọi kẻ hấp tấp sẽ đưa đến thiếu thốn. Kinh Thánh châm ngôn đoạn 21 câu 5. Vì thế, hãy dành riêng một số tiền tùy theo khả năng và tiết kiệm tiền để làm những điều quan trọng cho mình. Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhất đoạn 16 câu 2. Kinh Thánh khuyến khích chúng ta hãy cho. Luca đoạn 6 câu 38. Những ai muốn làm Đức Chúa Trời vui lòng có lý do chính đáng để thể hiện tính rộng rãi, vì Đức Chúa Trời yêu thương người nào hiến tặng cách vui lòng. Kinh Thánh Cô-rinh-tô nhì đoạn 9 câu 7. Cho nên đừng quên làm điều tốt và chia sẻ với người khác những gì mình có, vì những lễ vật như thế làm hài lòng Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 13 câu 16. Kính thưa quý thính giả, rất tiếc là chúng ta phải ngưng buổi tham luận tại đây vì thời gian phát hình của chúng ta có giới hạn. Tôi muốn có vài lời đúc kết như sau. Tiền bạc tự nó không tốt cũng không xấu, nhưng cách sử dụng và thái độ của chúng ta mới làm cho tiền bạc trở nên
hữu ích hay có hại. Đồng tiền có thể đem lại hạnh phúc trong gia đình hay gây ra xô xát, chia lìa. Cũng với đồng tiền mà tình bằng hữu có thể gắn bó hay tan vỡ. Cũng với đồng tiền mà chúng ta có được quý trọng hay bị khinh rẻ. Chúa không cấm chúng ta kiếm tiền hay làm giàu, nhưng Chúa không cho phép chúng ta làm tôi mỗi cho đồng tiền. Mọi điều quan trọng là chúng ta phải quan tâm cho đời sống đời đời hơn là đời sống tạm ngắn ngủi này. Qua cuộc bể dâu 1975, một số người có một thời gian giàu có, tưởng cuộc đời mình vững như là bàn thạch, với tiền bạc, tài sản của mình đã thấm thía, thấy rằng tiền bạc của cải không phải là thành trì kiên cố như mình đã làm tưởng, mà đúng như người ta thường nói, bừng con mắt dậy thấy mình trắng tay. Cho nên thưa quý vị, chúng ta phải ưu tiên tìm kiếm mối tương giao với Thượng Đế trước, rồi sau đó mới siêng năng làm việc để kiếm tiền, và lúc nào cũng có niềm tin và lòng biết ơn Thượng Đế là Đấng đang chăm sóc cho chúng ta mỗi ngày. Chúa Giêsu chính là Thượng Đế giáng trần, đã hy sinh cả tính mạng của Ngài là điều quý nhất để ban tặng cho chúng ta một món quà thiên đàng, vĩnh cửu. Há Ngài tiếc rẻ gì mà không đáp ứng cho những nhu cầu nhất thời của chúng ta sao? Chúa không xét một người qua tiêu chuẩn ít tiền hay nhiều tiền. Ngài nhìn vào thái độ của chúng ta về tiền và cách thức sử dụng tiền bạc. Nên nhớ, tiền bạc và của cải là của Ngài, và Ngài ban cho chúng ta để chúng ta quản lý nó mà thôi. Kính chúc quý vị thính giả thỏa lòng và tận hưởng sự ban cho của Thượng Đế. Đời người rồi quá mau, thân con tan từng ngày. Lời Ngài là sức sống, con luôn tin kính mến. Lạy Chúa, thân con mong tìm thánh nhân, tháng ngày an bình, xin Ngài khấn ban. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của VATV xin được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay và những ngày cuối tuần thật an bình và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.